Thì có mình nên mình lấy nguồn lực và mình dán thì mình không thể để ý ngoài này được. Rồi mình chú tâm mình chùi sạch cái màn hình mình dán á, thì lúc đó nó chờ mình sơ ý để thò tay vô móc điện thoại. Tướng nó mập là khoảng trên 90 kg, tầm hai có hai hình xăm trên hai bắp tay nè, với một cái sau cổ nè. Clip gửi qua cho anh công an khu vực luôn, thì anh khu vực cũng đang là hỗ trợ điều tra.